Pin mặt trời là một thiết bị biến đổi quang năng thành điện năng. Năng lượng này là miễn phí. Vậy tại sao mọi người lại ít sử dụng? Nguyên nhân là do cái chi phí vận hành rất lớn. Pin mặt trời nó tạo ra điện áp không ổn định, dao động tùy theo cường độ ánh nắng. Nắng nhiều thì ta sẽ có điện áp cao, nắng ít thì có điện áp thấp. Do đó mà cần có một hệ thống ắc quy để lưu trữ điện, rồi lại sử dụng nghịch lưu, biến đổi cái điện một chiều đó từ ắc quy thành điện xoay chiều để sử dụng cho các thiết bị khác. Cái bộ nghịch lưu này thì nó không có bền, chạm chập là ra đi. Ắc quy thì sử dụng sau 2 năm thì các bạn cũng phải thay mới. Và video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng pin năng lượng mặt trời bằng cách miễn phí, bằng cách sử dụng trực tiếp pin năng lượng mặt trời để chạy quạt, làm mát, tiết kiệm điện năng trong mùa hè oi bức. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Cái động cơ một chiều không chổi than, đây các bạn mua về là chuyển về tới nhà là 367.000 ha. Cái này tôi sẽ cho cái link sản phẩm để các bạn mua. Cái này tôi mua ở trên đây thôi, không có quảng cáo gì cho họ đâu. Bây giờ bên trong thì sẽ có một cái tay điều khiển này, một cái mạch. Ở đây quan trọng nhất này. Đây, cái này nó sẽ có như sau. Các bạn thấy đây là một cái động cơ không có chổi than. Cái này chính là cái động cơ của máy photocopy cũ đó. Bạn nào thích chế thì mua cái đó. Xong rồi cái phần này này, các bạn qua bên chợ Kim Biên mua nó sẽ có hết. Có điều cái này tôi không muốn chế thôi. Các bạn thấy ở đây tác giả họ còn là in 3D thêm những cái chi tiết này để gắn cho nó hoàn hảo này. Thì cái này mà 300 mấy thì mua xài luôn cho nó rẻ, khỏi mất công chúng ta chế cháo gì hết. Cái này nó chạy được không chịu than và nó chạy được khoảng 24V trở xuống. Thì pin mặt trời của mình là 23V, 17-23V, nó dao động trong cái ngưỡng ấy. Thì các bạn xài cái này thôi. Đây, cái bo mạch này thì nó có như sau. Ở đây nó có cái để chúng ta gắn cái rắc này vào này. Đó. Ở đây là cái mà nhận cái tín hiệu hồng ngoại từ cái remote này. Cái rắc này là cái rắc để chúng ta cấp nguồn vào. Đây các bạn sẽ cấp vào đây. Nó đúng chiều, nó không có cấp sai được đâu. Nó đúng âm dương nhé. Dương là dây đỏ này, âm là dây trắng này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn gắn cái cục động cơ này vào trong một cái quạt điện xoay chiều để chúng ta sử dụng với năng lượng mặt trời xem nó như thế nào. Thì cái quạt ở đây của chúng ta là loại 220V. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển cái quạt này thành cái quạt sử dụng điện 24V, sử dụng với cái tấm pin năng lượng mặt trời kia. Thì như vậy nó sẽ tiết kiệm năng lượng. Cái phần dây điện và cái mạch điện này các bạn sẽ mở ra và bỏ ở trong đây nhé. Do là cái này tôi hướng dẫn các bạn nên tôi để ở ngoài thôi. Rồi cái mắt nhận này các bạn đục ở trên cái thân này nhé. Xong này để cái mắt nhận hướng ra ngoài. Thì nó sẽ nhận được cái remote hồng ngoại này. Bây giờ tôi sẽ mang ra kết nối với pin năng lượng mặt trời cho các bạn xem nó hoạt động như thế nào. Xem tốc độ nó ra sao. Bây giờ đang là nắng cực đại này các bạn.
Thì các bạn sẽ xem nha, điện áp nó ra là bao nhiêu volt nha. Là 21V. Giờ chúng ta sẽ đem nối vào cái quạt này. Thì các bạn nhớ nối đúng chiều âm dương nhé. Tại vì cái quạt này là quạt không chổi than, nên là nối sai thì cái mạch điều khiển nó sẽ bị cháy mất. Khi mà kết nối vào thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng pip như vậy đó. Bây giờ tôi sẽ bật bằng remote cho các bạn xem. À, cái bộ này là chúng ta có thể bấm ở trên đây nút nhấn, ở trên đây trực tiếp nhé. Nó có 3 nút đó. Này, on này. À, quạt sẽ bắt đầu chạy nha. À, cấp độ nó ở đây này. Tôi tăng tốc độ lên cho nó này. Gió rất là mát. Nó giống như là sử dụng điện 220 vậy đó các bạn. Đang ở cấp độ mạnh nhất rồi. Giảm đi này. Đó, này thì còn gió hiu hiu thôi. Gió hiu hiu thôi. Bây giờ tôi sẽ tăng lại nha. Tốc độ rất là cao. Bây giờ chúng ta ấn cái tuốc năng xuống cho nó quay này. Đấy, một cái tấm pin như thế này thì các bạn có thể chạy được khoảng 4 cái quạt như thế này. Như vậy thì nhà chúng ta là rất là mát rồi. Quạt nó không hao năng lượng mấy. Cái pin này của tôi là pin mono nhé. Thì các bạn nhìn sao biết rằng mono và poly. Nhìn những cái đốm này này. Pin mono nó là cấu tạo những cái tinh thể, nên là người ta sẽ chế tạo là theo những cái đốm như vậy. Pin mono này sử dụng ở miền Bắc thì tốt hơn. Nó bắt nắng tốt hơn, phát điện tốt hơn. Nhưng mà pin poly thì ứng với cái mức nắng ở trong miền Nam, nó sẽ tạo ra được nhiều điện hơn. Các bạn có thể cân nhắc giữa hai loại đó để sử dụng. Để thử nút bấm cho các bạn xem này, phím này để giảm tốc độ xuống. Đó, sang chế độ riu riu thôi. Tăng lên nha. Off này. À, tương tự chúng ta có thể xài được remote. Thì cái pin năng lượng mặt trời này, cái điện áp ra hở mạch của nó cực đại là 23V. Và nó thay đổi cái điện áp ngõ ra tùy theo cái cường độ nắng. Nó từ dao động từ 17 tới 23V. Do đó mà cái quạt này chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái động cơ nó dao động từ 24V trở xuống. Cái này 12V nó cũng chạy được. Thì nắng mà khoảng 5 giờ chiều là quạt vẫn quay nha các bạn. Nó quay hơi yếu thôi nhưng mà quạt vẫn quay được. Đây là cái thời điểm mà mất nắng này các bạn. Nó còn ánh sáng thôi nhá, nó không còn nắng nữa nhá. Thì cái quạt đây chúng ta nó vẫn quay được. Tốc độ nó kém hơn chút. Đấy. Các bạn nghe thấy âm thanh là biết rồi đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.